Thủy Liên Hương xin chào đón quý vị đến với chương trình Du lịch kỳ thú. Thưa quý vị, đây là một chương trình hoàn toàn mới lạ và đảm bảo sẽ hấp dẫn và lôi cuốn quý vị ngay từ những giây phút đầu tiên. Đây là một chương trình du lịch và chúng ta có nhiệm vụ đó là selfie. Selfie là cái gì? Selfie có nghĩa là tự mình chụp ảnh chính mình. Và ở đây trong chương trình này, tất cả những bức ảnh mà chúng ta selfie có thể tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đều được xem. Và khi mà chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ selfie thì chúng ta sẽ có những câu hỏi dành cho tất cả các bạn. Và khi mà chúng ta trả lời được hết tất cả những câu hỏi rồi thì chúng ta sẽ khám phá được vẻ đẹp và những nét đặc sắc của đất nước mà chúng ta đang đến du lịch. Và lần này chúng ta sẽ có 20 số để chúng ta đi du lịch Nhật Bản nhé. Trời, Nhật Bản, tôi thích Nhật Bản lắm. Vậy cho chị đi trước đi được không? Chị đi trước đi. Rất tiếc là hai chị em mình không có đi được đầu tiên đâu chị ơi. Ai vậy? Ai giành 10 số đầu là người khác đi rồi. 10 số sau chị em mình mới. À vậy là 10 số sau sẽ được chị em mình sẽ được đi đúng không? 10 số đầu sẽ là Miko Lan Trinh và Mây. Xin chào. Dạ. Chào mọi người. Em chào anh chị. Gì vậy? Dạ. Chúng đi được rồi. Khoe bộ đồ. Trời. Thế giờ nói cho Thiên Vương và chị Cát Tường biết là chuyến du lịch vừa rồi như thế nào? Mệt không? Nè Mây nè. Lạnh. Lần đầu tiên lạnh. Bước xuống đất Nhật là chị biết đi tìm gì không? Cà phê Việt Nam đâu? Tớ đi kiếm cà phê Việt Nam uống. Ở Việt Nam uống cho đã đi. Rồi xin qua tới bển rồi. Cái gì? Ta phải kiếm cái gì đặc sản của Nhật Bản ta uống qua tới bển. Đặc sản Nhật Bản có nhiều như là sushi này, sashimi này. Bò Kobe, bò Kobe. Bò này. Đừng có chơi kiểu đó nha. Bít tết nấm á nè, bít tết bầu ngư bánh, này. Bánh bạch tuộc nướng nè, mây còn tự làm nữa. Thôi không chờ đâu. Nói chung là một ngày có 5 bữa. Mình xem clip đi ha. Từ thành phố Hồ Chí Minh trải qua 6 giờ bay, các thành viên đã có thể đến với vùng đất Kansai phía tây Nhật Bản. Khu vực này bao gồm các tỉnh Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama và Shiga. Đây cũng chính là điểm đến của chương trình du lịch kỳ thú lần này. Ôi, tới rồi nè. Wow. Trời, to thiệt luôn á. To. 1, 2, 3 lầu. Đẹp quá à. Bây giờ em muốn được khám phá, muốn được làm quen với mọi người. Đây. Cái gì vậy? Ủa thế này là thế nào? Nhiệm vụ đầu tiên là leo lên khu vực có độ cao 300m của tòa nhà này. 300m là bao nhiêu lầu vậy? 300m, 1 lầu 4m, 300m là. Đây. No, I only have this picture. Oh, really? So this is Abeno Harukatsu. Nhưng tòa nhà này ở đâu? This building is located at the Tennoji Station. Wow. Yeah, thank you very much. Thank you. Ôi, anh thấy lạnh không? Đứng đây xíu cho ấm đi. Nắng. Đứng đó mới ấm á. Sưởi nắng. Thiệt sự là vậy, lúc đó bị sốc nhiệt mà. Phải đứng ở đó mới ấm. Các bạn ơi, đây là vé có thể đi được rất nhiều phương tiện ở Kansai. Với vé này trong tay, Lan Trinh và Mây có thể lên tàu địa phương hoặc tàu tốc hành Haruka đi đến bất kỳ đâu trong vùng Kansai trong vòng một ngày. Đây, Kansai iPod. Kansai iPod. Trời ơi, dở quá. Tennoji hả? Đây là đích của mình, đích đến là Tennoji. Mình đến đây đúng không? Mình đến đây gì? Em mình đi cái gì? Mình thôi tới giờ rồi nè. Thôi đi tới số 4 á. Thật luôn á, thấy rõ ràng là Nico phải giận hết luôn á. Không biết gì luôn á. Không phải mình phải đứng. Excuse me, miss. I want to go here. Is this right? Mình không hiểu nhưng mà họ gật đầu chắc là đúng rồi. Số 3 kìa. Tennoji vậy? Cửa tự động. Đứng đợi. Xin lỗi, không nghe. Không nghe, tự động ghê quá. Lạnh quá. Ôi, tí tởn nè, khúc này tí tởn xém nữa bị xe tông. Đừng xe đạp, đi vô đường người ta đạp xe đạp. I want to
by this building. Abeno Harukat, cao 300m, là tòa nhà cao nhất Nhật Bản hiện nay, được khai trương vào năm 2014. Muốn lên được đài quan sát ở độ cao 300m, thì đầu tiên phải đi thang máy đến tầng 16. Sau đó, đi theo đường dẫn màu xanh dương trên nền nha. Nè, số 300 là đúng rồi. Mình không hiểu gì hết, nhưng mà chị nhìn thấy con số 300 thì chắc là đúng rồi đó. Rồi lại đi thang máy đến thẳng tầng cao nhất. I'm flying. Trời đất ơi. Nhìn từ độ cao 300m của tòa nhà Abeno Harukat này, có thể thấy được toàn cảnh thành phố Osaka. À, gì vậy? Mình chưa hiểu lắm câu hỏi. Tòa nhà Abeno Harukat có một hệ thống máy móc chuyển hóa một dạng năng lượng thành điện. Năng lượng đó là gì? Đất nước Nhật Bản còn được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc, đúng không? Cho nên cái tòa nhà mà nó cao như vậy thì chỉ có dùng năng lượng mặt trời thôi. Yes, anh hay quá. Y chang Lan Trinh đoán y chang vậy luôn anh. Nhưng mà có đúng hay không? Em không biết. Còn chị thường. Ủa, hai đứa mình đội mà. Ủa, đâu có hai người đâu có lục đục như mấy người. Thế là tụi em thống nhất ngay bước đầu là câu trả lời đầu tiên đó là cái gì? Hai đứa nó ngờ ngợp. Lan Trinh thì nói là năng lượng mặt trời ha, còn em nghĩ ở cao như vậy lúc nào cũng có gió nên chắc chắn phải là năng lượng gió. Đó cũng lạ chưa? Nghĩ sao mà năng lượng gió vậy ông? Lạ chưa? Lắp cánh quạt ở trên cao vậy không, gió có thấy cánh quạt đâu? Ai biết họ lắp ở nơi nào, họ che lại sao mình biết được? Thôi bây giờ vậy đi, là bây giờ anh chị cho một cái đáp án hoàn toàn mới nữa đi. Em nghĩ vậy. Gì? Một cái hoàn toàn mới lạ. Thôi những cài hàng mình đó, gió năng lượng mặt trời là đúng rồi. Nếu cái tòa nhà đó cao 300m và nó có một cái mặt phẳng như vậy thì nó sẽ tạo ra bằng cách còn một trường hợp nữa, đó là cũng là sử dụng năng lượng gió, nhưng mà nó có những cái hốc để mà khi mà gió đi luồn qua, và trong đó có một cái tua bin. Bữa nay chị mới thấy, chị mới khám phá ra, trời ơi, người đàn ông của chuyến đi này của chị thật là tuyệt vời quá. Là bên đó đoàn kết đó vậy mấy. Không, nhưng mà cuối cùng mình vẫn là năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời đi. Mình vẫn là năng lượng mặt trời. Thôi, thật ra cuối cùng phải để coi là đáp án này đúng hay là sai. Câu trả lời sẽ do ông Nakatani của phòng quan hệ công chúng Abeno Harukat giải đáp cho chúng ta. Và câu trả lời nằm ở tầng hầm thứ 5 của tòa nhà. Căn cứ bí mật. Hơi hôi. Vô đây là mới thấy hơi hôi. Sẽ cây quá, đá ma gô mì. Lá khổ cơ. Abeno Harukat ni wa office, hotel, yakkate no restaurant floor to ironna oshokuji suru tokoro ga aru ndesu kedomo soko de deta gomi toka tabe nokoshi toka o subete metan gasu ga naka ni tamatte iru kono sou no naka ni gomi o otoshite de soko de energi o hassei sasete sono deta gasu o toshi gasu to issho ni mazete 発電をすると、日本では高層ビルでは初めての試みということで高くエコの評価をされています。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。はいはいはい、 Go Japan, Go Japan. Nhà bác học ơi, đúng là mình nghĩ không ra. Cái này rất là hay, bởi vì là người ta sẽ đã sử dụng là chính cái lượng chất thải hữu cơ của tòa nhà để mà tái tạo lại thành một cái quy trình khép kín. Em nói thiệt là phản ứng của tụi em giống y chang phản ứng của anh chị lúc mà biết sự thật. Tự nhiên đưa mình lên cái độ cao 300m, rồi sau đó kêu đáp án là lại dẫn xuống tầng hầm. Tầng hầm thứ 5 á, chứ không phải là tầng hầm đầu. Coi tới tầng hầm là anh nghi nghi. Xạo, nghi nghi không nói. Em nghi, ủa tại sao anh biết tầng hầm mặt trời, tại sao anh nằm dưới tầng hầm? Mình đã xích mích rồi mấy ơi. Nếu mà một lát nữa mà em cái nào em nghi nghi là em stop lại liền. Em có quyền đoán đáp án lại, đúng không? Mình có quyền hội thảo lại chứ. Đúng không? 2 3. Lần nữa 2 3. Hai. Chờ xíu, có tin nhắn. Nhiệm vụ. Cái này. Cầu vận may. Nhiệm vụ tiếp theo là cầu vận may. Nhưng mà bức tượng độc đáo này có ý nghĩa gì đây? Cứ đi hỏi thăm trước đã. Do you know? Billiken. Yeah, Billiken. His name.
Excuse me. Konnichiwa. Do you know where to go? Sutenkaku. Sutenkaku. That Hitachi. Wow, trời ơi toàn chữ luôn, quá ra chữ rồi. Khu vực này được gọi là khu thế giới mới. Ở đây có rất nhiều cửa hàng ăn uống, là một nơi được nhiều người nước ngoài biết đến. 2, 3 Rồi. Phát hiện ra một quán bán bạch tuộc nướng mà rất là hot nè. Giống như là một cái sân khấu biểu diễn của ảnh vậy đó ảnh. Giống như là người nghệ sĩ đang múa biểu diễn trên sân khấu vậy. Sao ảnh biểu diễn cứ như là nghệ sĩ, giống như là DJ ấy. Excuse me. What are you doing? What are you doing? Takoyaki. Takoyaki. Hey, I'm a singer in Vietnam. Oh. I will sing a song for you, okay? Okay. Oh, beautiful. Tiếng chuông ngân kìa anh đã đến bên khu cửa khuôn mặt sáng ngời. Cool. Em vươn nhẹ đôi tay, bàn tay mình nắm ấm áp thêm yêu thương. Yêu đôi tay này. Hey. Nhảy cho đẹp quá nào. Không biết nhảy, cứ nhảy theo cảm hứng thôi. Hey, be my Valentine. No. Okay, thank you. Hey, you're welcome. Sayonara. Bye. Giữa khu vực này là tháp Tsutenkaku, cao 103.3 m. Nhiệm vụ của chương trình nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp. お腹が出てて手が短くて自分で足の裏が書けないので書いてくれた人に願い事叶えてくれると言われております。 Mới chụp là có liền luôn nè. Hôm nay May với Miko thật là sướng nhất quả đất. Vì được đến Osaka nè, được đi bao nhiêu nơi rồi còn chụp hình kỷ niệm. Tại cửa hàng bán Kushikatsu, một món ăn đặc sản của Osaka, có một việc không được làm đến lần thứ hai. Đó là việc gì? Kushikatsu, you know? Kushikatsu, I know. Kushikatsu is food. Kushikatsu. No. Very famous shop. Famous shop. Daruma. Okay, yeah. Yeah. Kushikatsu. 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 Thank you. Okay, let's go Daruma. Yeah. Ở đây hả? Thì hỏi chị đó thì chắc đúng là đó. Đi rồi. I want to eat Kushikatsu. Kushikatsu. Kushikatsu là món ăn sử dụng nhiều loại nguyên liệu, đem tẩm bột nhau, sau đó tẩm bột chiên xù và đem chiên với dầu ở nhiệt độ cao. Đây là một trong những món ăn đặc sản của Osaka. Vậy trong tiệm này, thì việc gì không được làm đến lần thứ hai đây? Từ
Tường nghĩ rằng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đang rất là thấy rất là phấn khích với cái món ăn này, kích thích chảy nước miếng rồi nè. Thấy là nhúng vô bột chiên, sau đó khi mà ăn cái món chiên đó, thì bắt buộc phải có cái nước sốt hoặc là cái nước chấm. Thì ở đây câu hỏi là có một cái việc gì mà mình không được làm đến lần thứ hai theo như Tường nghĩ đó, đó là chúng ta không thể nào mà lấy cái que đồ ăn đó mà nhúng vô cái hũ sốt đến lần thứ hai. Mỗi cái que sẽ được nhúng vô một lần. Đúng rồi. みんなで使うソースやから1回つけ2回つけちゃうとあのよくソースが汚れるからソースは1回だけ二度付けは禁止なんで。Vậy là đúng rồi, đáp án mình đúng rồi. Phản đối, em phản đối. Cái gì? Chị Tường đi rồi. Chị Tường đi hồi nào? Đi hồi nào? Đi rồi. Tôi chưa ăn. Hề. Không. Về danh dự. Này. Không hề. Hai cái đầu. Thế lúc đó mày đã nãy như thế nào à? Em đoán là không được phép đi vệ sinh hai lần. Chị chợ liên quan gì cái chuyện ăn uống? Tại vì mình nghĩ là đặc sản quá, đặc sản thì đông người, mà đông người thì thế nào là cũng sẽ bị kẹt nữa. Không không? Hãy thưởng thức hương vị eclair của Paris tại Takashimaya. Takashimaya wa domo desu ka? Tiếng Nhật rồi ha, hỏi tiếng Nhật luôn á, hết hồn. Hôm nay thì trời đã tối, nên nhiệm vụ eclair phải rời lại đến hôm sau. Excuse me. Do you know Takashimaya? Hi. Takashimaya là thương hiệu trung tâm thương mại có tổng cộng 19 tòa nhà trên toàn nước Nhật và 22 trên toàn thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ đến tòa nhà nằm ngay trung tâm khu Namba của Osaka và tìm món bánh éclair của Paris ở đây. Ngay ở tầng 1 của Takashimaya là khu mỹ phẩm và phụ kiện dành cho phụ nữ. Khu vực này không liên quan đến nhiệm vụ là nếm thử món bánh éclair. Nhưng Miko đã thích thì khó mà rời đi được. You have any discount? Ngồi thêm 2-3 tiếng nữa đi, mày đợi được mà. Tại trung tâm mua sắm Takashimaya, chỉ cần đem hóa đơn kèm theo hộ chiếu đến điểm hoàn thuế, khách du lịch nước ngoài sẽ được trả lại tiền thuế của những món hàng mình đã mua. Wow. Thấy chưa? Bà em mới đi mua anh chị mới biết cái này chứ. Khu thương mại dưới tầng hầm của Nhật Bản thường được gọi là Dipachika, là nơi có rất nhiều những món ăn ngon trên toàn thế giới. Ở đây chắc chắn sẽ có món bánh éclair của Paris như trong nhiệm vụ. Nếu vậy mình phải dùng đây rồi. Éclair de Jenny. Đây là cửa hàng vừa mới mở trong năm nay, cửa hàng L'Eclair de Jenny. Cửa hàng chính nằm ở Paris, là cửa hàng chuyên bán bánh éclair nổi tiếng với nhiều loại phong phú và đầy màu sắc. Còn em thích cái nào? Miko chọn loại Furan Bowazi. Còn May chọn loại Marian. Trước khi ăn phải selfie cái đã. 2, 3. Thiệt tình là không dám ăn luôn á. Một lần cắn hết luôn. Khó, cái này khó. Nhưng bức tranh đẹp quá à, không dám ăn. Tự nhiên tôi xin bức tranh này làm chi, bức tranh đẹp. Của tôi. Bánh của tôi mà. Bức tranh của tôi.
Ngon không? Rất lẻ. Lâu lâu thì cô mới tóm được một lần. Mission. Tặng thịt nướng. Đúng không? Yeah. Cửa hàng thịt nướng Kisan nằm ở tầng 8 của tòa nhà Takashimaya. Tại đây, thực khách có thể thưởng thức được món thịt bò Nhật nổi tiếng trên toàn thế giới. Phần thưởng dành cho Lan Trinh và Mây là đây, món thịt bò Saga nổi tiếng. Món thịt bò Saga được biết đến là một trong những loại thịt bò hảo hạng nhất Nhật Bản, cùng với bò Kobe và bò Matsusaka. Bò Saga được nuôi dưỡng một cách tự nhiên nhất, trong không khí và nguồn nước trong sạch của tỉnh Saga. Thịt bò rất mềm mại và đậm đà. Hà Nội! Hà Nội kịch liệt! Hà Nội! Không hề khác! Sao vậy? Ngon! Thành ra em cắn vỏ xe quá. Nướng là thơm nè. Và miếng thịt này á, có một cái tỷ lệ mỡ á, nên nó thịt nó mềm và nó ngọt. Ăn chung với kim chi thật là đủ vị luôn. Thôi. Kính thưa quý vị, riêng bản thân Thiên Vương là Thiên Vương không muốn xem cái đoạn này chút nào. Không thể chấp nhận được. Sao? Hai đứa em ăn mà Thiên Vương muốn ra ăn cái vỏ xe. Ngồi ở nhà coi tivi mà ăn thấy... gì mà ăn vừa vừa thôi. Cái bò nướng, bò nướng ngon không? Lúc mà Lan Trinh nói là em không còn nghe Lan Trinh nói gì luôn. Lần đầu tiên em biết là ăn thịt bò mà phê cơ đó. Phê sao? Không biết diễn tả sao luôn, cảm giác nó... Thôi bây giờ không chấp nhận được. Nói bây giờ mình lo nhiệm vụ xong mình hãy tám tiếp. Sau đây sẽ là câu đố cho cả hai đội. Có 3 sản phẩm được người nước ngoài yêu thích nhất trong số các đồ lưu niệm ở Takashimaya Osaka. Hãy dự đoán thứ hạng từ 1 đến 3 của 3 sản phẩm này. A. Túi da thủ công với họa tiết sơn mài. B. Khăn thủ công. C. Gương soi cầm tay với tranh sơn mài ở mặt lưng. Nếu là chị là phụ nữ á, trước tiên chị sẽ chọn cái túi xách trước mình đi. Tại vì nó sử dụng được, mình có thể mình mua cho mình sử dụng. Một trong ba. Một trong ba, nhưng mà không nên mình sắp thứ tự ưu tiên. Ưu tiên rồi. Thì nếu là chị ưu tiên, chị sắp ưu tiên là xách cái túi xách trước. Tại vì nó là mình sử dụng được, mình bỏ tiền, mình đựng, mình đeo. Cho nên là cái đó là nó hữu dụng, mình sử dụng trước. Cái thứ nhì, mình sẽ chọn cái khăn vải. Tại vì cái khăn vải nó sẽ dễ dàng mình đem về. Không phải, tại vì cái vải nó nhẹ, mình xếp là mình đem về. Rồi bây giờ tới Vương nè, nãy chị nói ý chị rồi đó, giờ Vương ý sao? Theo như ý em, một cái mà lưu lại cái hình ảnh về nước Nhật mà mình thấy giá trị nhất đó là những bức tranh cổ, thì em chọn đáp án thứ ba. Nhưng mà nó cồng kềnh, đem về nó cồng kềnh. Riêng bản thân em thích cái gì đó em vẫn mang về được. Nam nữ luôn. Nó là cồng kềnh. Nam nữ. Rồi cái thứ hai là gì anh ơi? Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó là khăn. Là B. Rồi. Trời, túi ông bỏ cuối hả? Túi thứ ba. Cùng đoạt. Vậy là đáp án của em là C, B, A đúng không nào? Của em là C, B, A. Còn của chị? Của chị là B, B C, B, C, A. A. Rồi. Thảo quả thứ C đi. 1, 2, 3. Yeah. Vậy là bên đội anh Thiên Vương vậy, chị đúng rồi là B, C, A. 3 sản phẩm nổi tiếng nhất ở Takashimaya Osaka. Hạng 1 là gương soi cầm tay có tranh sơn mỹ nghệ truyền thống Nhật Bản ở mặt lưng. Hạng 2 là túi sách thủ công với họa tiết sơn mỹ nghệ. Hạng 3 là khăn thủ công. Sai. Trời ơi, mình đã nghĩ cái C đầu rồi anh ha. Anh đang nói là cái C mà. Cái C dễ. Vậy tại sao anh không chọn cái C đầu? Anh phải mạnh mẽ lên chứ, đàn ông mà. Thôi nhưng mà bây giờ mình cũng quan điểm có chơi có chịu đó. Và bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết. Quý vị xin nhớ là đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào. Hãy nhớ khung giờ của chương trình du lịch kỳ thú vào lúc 9:30 và 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.